Xin chào tất cả mấy anh mấy chú đã trở lại kênh của em nữa nha. Thì hôm nay em lên vẫn là thanh lý nữa mấy anh ơi. Lên thanh lý này à, có khoan pin ha, mấy khoan cỏ hay mà anh. Em thanh lý khoan pin cỏ nè. Rồi bên đây là một đống nè, khoan sắt với cắt gỗ với máy cắt cầm tay, máy bào với được một cái máy cắt sắt lưỡi 3 tấc 15 hay 3 tấc rưỡi gì đó, em cũng chưa có coi nữa. Để đó hồi tới đem giới thiệu ha. Còn bên đây là đống cưa, cưa xích mà cái dạng mình sử dụng điện á anh. Rồi, với cái này là cây tỉa lá. Rồi, đống bên đây là đồ nghề với thùng ha. Đó, bên đây thì đồ nghề cũng giống như mỗi bữa thôi. Cũng vừa có đồ nghề với vừa có đồ điện luôn cho mấy anh có xài sử dụng cái nào thì mình lựa mình sử dụng cái đó ha. Giá thì em báo thì đã bao ship rồi, không cần cọc, không cần chuyển khoản gì hết. Được kiểm tra hàng trước khi nhận luôn. Rồi bây giờ mà em nói xin nói trước luôn là với mấy anh là máy này là điện 100V nghe mấy anh ơi. Về Việt Nam mình đó là phải xài cái ổ áp á mình mới sử dụng được nha. Còn nếu mà mấy anh ghim vô điện 220 của mình là nó gụi bà hen luôn. Không sử dụng được điện 220 nghe mấy anh lưu ý giùm em nha. Nội địa Nhật là chỉ có điện 100V thôi. Rồi bây giờ em sẽ vô mấy cái ở đây có hai cục pin nè, em bán hai cục pin trước đi ha. À, bán hai cục pin trước đi. Đầu tiên thì ở đây em có một cục pin này không nhận sạc nha anh. Cục này là cục Makita 18V 3Ah ha. Đây vỏ ngoài thì còn siêu đẹp. Đó. Pin đây. À pin cũng rất là đẹp luôn mấy anh ơi, pin rất là đẹp luôn nè. Đó. Pin còn siêu đẹp luôn, chưa có tình trạng dấu hiệu gì nước vô hết nha. Cái cục này á, thì nó không nhận sạc pin nghe mấy anh, không còn nhận sạc pin. Cục này số 1 giùm em ha. Cục thì nó không có nhận sạc pin này. Nè nó lên được 17.8 nha, nè. Được 17.8 luôn. Rồi cái cục này em bán giá là 350 bao ship nghe mấy anh, 350 bao ship luôn. Đó, chừng nào mấy anh lấy thì em sẽ gắn vô đàng hoàng là hết nha. Rồi, cục này là cục số 2 nha. Cũng là pin Makita 18V 3A luôn. Cục này thì nó nhận sạc pin nha mấy anh. Được một cục nhận sạc pin ha. Thì cái cục này thì nó đây, sale của nó đây. Mấy anh thấy sale của nó không? Chưa có dấu hiệu nước vô nghe mấy anh. Sale là sale Samsung nè. 18650 gì nè, nó. Ha, pin thấy cũng còn đẹp. Chưa vệ sinh gì trơn á. Pin thì nói chung là còn bao nhận screen luôn nha. Em sẽ ghim vô điện thử luôn cho mấy anh. Ây da trời. Chút nữa là rớt điện thoại nữa rồi. Đây. 19.7 nha mấy anh. Lên được 19.7 luôn. Bây giờ em sẽ ghim vô. Em sẽ ghim vô cục sạc nha. Đây cục sạc em đã chuẩn bị sẵn rồi nè. Em sẽ ghim vô. Đó. Sạc nghe mấy anh. Chừng nào mà nó nổi lên đèn xanh là nó gần đầy 80%. Rồi còn nó chớp đèn xanh luôn là nó đầy luôn nghe mấy anh. Đó. Vậy là nói chung là cục pin này là còn nhận sạc. Ba mấy anh là còn nhận sạc pin luôn nha. Để chút xíu đi. Cũng có một cục pin nè. Pin thì chưa sạc cái gì nè. Bữa thì em sạc sẵn, còn bữa nay thì em không có sạc. Mà nói chung là pin mà gắn vô vậy là nó chạy nó sạc như vậy á, là nó còn sạc nha. Nếu mà nó lỗi là gắn vô là nó lỗi liền à, chút xíu là lỗi liền à anh. Thì nói chung là cục này em bao, nói chung là bao sạc, bao nhận sạc pin nha. Số 2 500 bao ship. Rồi thì pin đó thì có hai cục rồi. Rồi bây giờ thì tới em tới cái máy pin này nè. Cái máy pin này thì em được cục pin luôn, cục sạc luôn. Sao cái này được cục pin với cục sạc, em thảy vô em bán luôn ha. Cục sạc của nó vẫn là điện 100V nghe mấy anh ơi. Sạc nè, 7.2 đến 9.6 12V luôn. Đó. Thì cái cục pin đó hồi nãy em cũng có gắn vô sạc thử nè. Pin của nó sạc thì còn nóng hổi luôn, bây giờ đụng còn nóng hổi luôn á.
Cái cây máy này thì nó 9.6 nha. Này là hiệu Ryobi, bắn dít nha anh. Thì nó còn cục pin luôn, nhưng mà pin là em không có bao là nhà bao là xài là sử dụng còn cầm nha anh. Tại vì cái này á là em lụm vô bán nguyên zin của nó, pin nguyên zin nha. Pin này pin theo máy nguyên zin của nó luôn, không có đóng lại, cho nên là không biết cái độ cầm nó nha anh. Thì nói chung là cục sạc còn sạc được, cục pin sạc vẫn còn vô thôi. Thấy còn nóng hổi à, máy chạy nè, máy chạy full chức năng nha, có đảo chiều điều tốc luôn, thắng luôn, còn nói chung là đầy đủ ha. Rồi thì cái này thì có cục pin thân máy với cục sạc. Cục sạc là điện 100V giùm em nha. Số 3 em bán giá là 270, bao nhiêu đây, 270 nha, bao ship nha em anh. Một máy một pin một sạc là 270, pin nó không có bao nha em anh, lưu ý giùm em. Cái con này là chung với con nào? Hai con này, ba con này nè. Rồi tới số 4 thanh lý ba con này luôn. Số 4 là em thanh lý ba con này luôn nha em anh. Một cái con này á thì cái đầu nó bị xét xẹt rồi, nó bị kẹt cái đầu rồi, nó bị xét ha, cho nên là em không có thử. Nhưng mà xay thì nó, cái motor của nó thì nó còn nhẹ nè, là chắc là em nghĩ nó chung cùng sống. Em không có thử pin nha. Thì nói chung là máy em, nói chung là bán máy cái này là bán mù ha, không có test được, tại vì không có pin mà kẹp bình thì lâu lắm. Nhưng mà máy mà mình quay cái motor này nó còn nhẹ vậy, nó còn có thể là nó còn sống nha em anh. Mà cái đầu kẹp này nó bị kẹt rồi, nó thanh lý một con ha. Rồi tới cái con này, cái con này thì nó cái đầu này, đầu nó còn ga vô ngon lành nè, đầu tô lốc ngon lành ha, mà nó bị mất cái cò, bị mất tiêu cái cò rồi, nó mất tiêu cái cò luôn, em gỡ ra luôn rồi đây. Nói thì như vậy đó, mà về cho mấy anh có chế gì đó, hay là lấy motor, hay là lấy cái gì, hay là lấy cái đầu nó gì đó, không lấy gì đó mấy anh lấy. Cây này thì y chang của nó luôn, cây này thì nó chắc nó cũng còn chạy á, tại vì mình cầm mình xay cái motor vậy nè nghe, nó còn ướt lắm, nó còn, nếu mà máy cháy hay là nó bị này kia là mình quay cái đầu nó cứ ngắt à, là máy nó chắc chết. Còn cái này là mình quay nó còn nhẹ em anh. Cái này cũng hư công tắc luôn. Ba cây như vậy em thanh lý chung luôn nha, ba cây. Số 4 này em bán giá là 230.000, bao ship ba cây luôn nha, ba cây máy pin. Mã này là mã số 4, 230.000 bao ship. Rồi số 5 giùm em. Số 5 là cái khoang pin nè. Khoang pin này hiệu gì nè, này của China nha anh ơi, mà cái nó còn mới lắm. Cái đầu nè, trời ơi cái đầu nó còn nắp đậy lại luôn nè mấy cha ơi. Nó nói chung là còn mới lắm. Cái đầu thì 10 ly nha, đầu nó còn mới thì giữ thận lắm. Nó có đầu đậy lại luôn. Thì cái nái máy này thì nó như vậy, tình trạng là nó cắt như vậy rồi, về mình có thể mình kẹp bình mình sử dụng. Chắc máy này cũng còn sống, tại vì em quay cái motor nó còn được nè. Đó, không có pin thử nha, cũng như là mấy cái này bắn mù nha anh ơi. Số này số 5 bán giá 100.000 bao ship nha. Máy thì còn mới lắm, mà dưới đây nó cắt nè đó. Nhưng mà máy thì còn mới lắm. Số 6 giùm em. Số 6 cái khoang pin này em bán giá là 100.000 luôn. Cái đầu thì nói chung là đầu kẹp thì còn ngon lành nè, đầu kẹp thì còn ngon lành, còn cái vỏ pin luôn đó. Về mấy anh có kẹp bình sử dụng hay là gì, nó máy này em cũng bắn mù luôn nha mấy anh, không có pin thử đâu. Cái này là em xây motor nè, nó còn kêu nè mấy anh nghe không. Đó, số 6 này em bán giá 100.000 bao ship. Rồi số 7 nha. Số 7 cây này là cây Makita nha mấy anh. Makita, cái này thì nó cũng có công tắc đảo chiều luôn hay gì nè. Ủa phải không? Cách nhâm chậm ta. Đảo chiều thôi vậy. Nói chung là cây này là hiệu Makita nha. Nó là nhiều không? 7.2 nha mấy anh. Cái đầu kẹp của nó là gì vậy? Để em coi cái đầu nó bao nhiêu không? 8 phần gì ta? 10 ly hả? Đầu 10 ly. Có da băng luôn, đầu có da băng luôn. Đầu kẹp thì nói chung là còn nhẹ nhàng nha. Đó, đây, vỏ này. Này nói chung là máy là em bán cũng như bán xác. Ủa vậy, bán này là bán mù luôn nha. Cái motor nó còn quay nè, mình còn kêu nè mấy anh nghe không?
Đó, em không có thử. Số 7 em bán giá 120 bao ship luôn. Bán mù vậy đó. Bán mù vậy luôn á. Số 8. Số 8 em bán giá 100 ngàn luôn nha. Cây này hiệu Gilby. Gilby cái này thì cũng có cấp trượt luôn nè. Tới 22 cấp trượt luôn. Một cấp khoan luôn ha. Nó có cấp nhâm chậm luôn. À, thì nói chung là về mình cạp kẹp vô bình 12V. Mình xài sử dụng vẫn ok. Không có gì hết. Cái cây này thì cái motor nó quay còn ngon lắm anh ơi. Đó, nhìn ở trong thấy còn rất là mới luôn. Ở ngoài thì nó hơi xấu tại không có vệ sinh á, cho nên là nó không có mới thôi mà anh ơi. Còn cái đầu nó thì rất là ngon, cái đầu nó rất là cứng luôn, không gơ luôn, mà còn quay motor nó còn quay, nó còn kêu với máy, nói chung là máy không có chết đâu. Số 8 mình bán giá 100 ngàn luôn ha. Rồi, số 9 nha mấy anh. Số 9 là cái con này thì nó 4.8V ha, 4.8. Mà cái đầu nè, đầu kẹp nè. Đầu kẹp thì nó cũng 10 ly luôn nha mấy anh. Đầu kẹp thì nó còn rất là mới luôn. Khá là mới. Nói chung là còn quay kia được, quay được nè. Mà thường thường mấy cái máy cỏ nó có chết mấy anh ơi. Đó, còn quay được nè. Em không có thử, bán mù vậy đó. Số 9 bán 100 ngàn bao ship luôn. Rồi, tới số 10 ha. Số 10 bán giá là 120. Tại cây này là 7.2 em anh. Nó còn khoan, mà nó còn cục pin luôn. Cục pin đi theo nó luôn nha. Về ai có quen thợ á, thì đi sửa. Ủa, đi đóng cục pin này lại. Còn nếu mà không có quen thợ thì mình kẹp vô bình mình sử dụng luôn. Khoan thì cái đầu này, cái đầu nó kẹp thì nó còn ga nhẹ nhàng em anh. Nè, nhẹ nhàng thôi. Đó, cũng có 5 cấp trượt, 1 cấp khoan luôn. Đó. Ê, cái này nó còn chạy luôn nè. Mới bắp pin nó mới chạy lắm anh thấy không? Nhờ cái con này còn sống chắc rồi đó. Rồi. Này có cục pin, bán theo cục pin luôn nha. Số 10 bán giá 120 bao ship. 11 thì cây khoan này nói chung là về mình như tỉ mà mấy anh không có xài á, mấy anh có thể là mình lấy lông mua tưa, mình chế này mình chế kia. Cây này cây Nati nha mấy anh. Nati. À, cái này cũng có cấp trượt nè, 5 cấp trượt, 1 cấp khoan luôn. Ừ. Này nói chung là cũng siêu cỏ, nhưng mà đạo nói chung cũng còn ngon nè, đầu cũng ra vô ngon lành, nhẹ nhàng ha. Ừ, còn pin luôn, về mình có đóng không đóng thì mình có thể mình lấy motor chế cháo này kia kiểu này kia rồi. Đầu thì mình nó còn quay, em còn quay thì quay cái rotor nó còn rất là nhẹ nhàng luôn nè, không có chắc không có chết đâu. Mấy cây này cũng khó chết lắm. Thì cũng bán mù cho mấy anh luôn nha. 11 bán 140 bao ship luôn. Thiệt tình á là có pin á là em thử. Còn mắc câu bình vô nó lâu quá à. Thôi chẳng hạn, câu bình vô nó chạy là em bắn mắc hơn xíu nữa đó. Nhưng mà thôi, bán vậy luôn nha. Chứ ủa, tới máy điện hả? Không biết pin hả? Rồi, tới máy điện nha mấy anh ơi. Cái này là số 12. 12 nha. 12 cây khoan này là cây khoan Gilby. Cây khoan Gilby nha, mini thôi. Cái này thì nói chung á là điện sử dụng là điện 100V nha, 70W nha mấy anh ơi. Đó, thì nó khoan là khoan cái dạng mini thôi. Mình khoan cái mũ khoan nhỏ xíu luôn, mình khoan mồi mình đóng đinh á, khoan nhỏ xíu luôn á. Có 5 cấp trượt, 1 cấp khoan luôn nha. Nói chứ thì cũng có đảo chiều ngon lành này kia luôn. Rồi cái đầu này thì cũng 10 ly luôn. Phải không? Đầu 10 ly USA luôn nè, cái đầu của Mỹ luôn anh. Phải 10 ly không? 10 ly. Cái đầu của Mỹ luôn nè mấy anh ơi, thấy ghê không? À, thì nói chung là khoan được mũi khoan nhỏ thôi đó, bự thì nó không mạnh nha. Khoan nó khoan mini mà. Không có gì điện. Này. Này tại điện nó ngắn, không có gì điện ngắn quá ghê quá em phải mọi người ấy nên là chồng em nó gắn vô chứ em thấy ghê quá em cũng sợ nữa. Máy này thì nói chung là vỏ mũ để mình dành mình khoan mấy khoan mũi khoan nhỏ ly 2 ly rồi đó, đặng mình mồi đóng đinh cũng được. Đó ghê. Đó nói chung là máy còn chạy full chức năng luôn nha. Có đảo chiều này kia luôn đó, khoan nhẹ nhẹ được rồi. Đi rút điện ra cái ghê quá. Dây điện thì mới nói chung là đi ra mình tiện, ngoài tiệm á mình mua thêm cộng điện về mình gắn vô là rồi. Rồi số 12 bán giá 150 bao ship. Cái nào còn dây điện là em để dây điện, còn cái nào không có dây điện là thì em bán theo không có dây điện nghe mấy anh ơi, chứ dây điện em cũng không có đâu mà gắn cho mấy anh.
số 13. 13 cây khoan này là cây khoan Hitachi nghe anh. Sử dụng điện là điện 100V. Cái này hả? Này là 235W nha. Dữ vậy? 235W điện 100V nghe anh, mạt nè. Thì để má anh muốn coi kỹ thì má anh chụp hình lại ở chụp hình màn hình lại để mình coi cái thông số nó luôn cũng được. Đó, em thì em đọc được nhiêu đó. Nè. Đầu thì đầu kẹp này là đầu kẹp mấy liền. Có da băng luôn, phải không? USA. Đủ USA hả? Mấy ly vậy trời? Đầu kẹp này chắc 8 ly, 10 ly gì mà anh ơi. Không có để rồi. Máy này nè, màu vàng ha. Không có vệ sinh gì hết trơn, về mà muốn vệ sinh vệ sinh. Máy chạy thì không có lửa. Đó. Này có máy cấp mà. Này có đảo không? Không. Này là không có đảo chiều. Máy chạy không có lửa nha. Rồi, số 13 ha. Bán giá là 180 bao ship con này. Có dây điện luôn mà không có chui, về mà gắn cái chui khác vô. Số 13 180 bao ship. 14. 14 con này là con cưa lọng nghe anh. Hả? Cưa lọng hả? Ừ đúng rồi. Gì vậy anh? Duyên. Con này là con cưa lọng nghe anh ơi, máy mình nhôm. Tay cầm thì mình là mũ. Ồ mất tiêu tem rồi. Ủa bậy. Đây nè, chắc con này của Makita hay gì đó. À, điện là 100V nè. À, công suất là 390W nha. Đó. Đây. Điện là 100V 390W. Thì ghê không? Nó không có lưỡi. Ơi bị nứt như chỗ này nha. Nứt như này nha, nhưng mà không sao, đâu có gì, nứt như này không có sao. Rồi, ghim đi. Đầu kẹp lưỡi còn nguyên luôn. Lưỡi, đồ kẹp lưỡi thì còn nguyên. Về thì mấy anh chỉ mua lưỡi thôi. Mua lưỡi chắc có mà, Makita là có hết trơn. Phụ tùng Makita có hết trơn nha mấy anh. Nè. Ghê thiệt. Chưa, để nó ngừng lại. Cái dữ vậy, bởi nó mạnh quá trời mạnh luôn. Nè, để cho mấy anh coi có lửa không nha. Đó, không có lửa nha. Không có lửa nha mấy anh. Trời, máy mạnh lắm mà, trời luôn á. Điện là điện 100V, nhớ giùm em nghe, nội địa Nhật là 100V hết. Ghê thiệt. Cái này nó mạnh ghê lắm á mấy anh ơi. Rồi cái con này em bán giá là 250, 14, 250 giùm em. Thì cái máy đó, nó còn dây điện luôn nha. Còn dây điện mềm mại lắm. Dây này máy điện của Nhật là nó mềm mại dữ lắm. Đây còn dây luôn. Mấy? 15. 15 là con này nhám nha, nhám gung nữa. 15. Con này là con rung. Nhám nó rung dữ lắm anh ơi. Đây, nhám nó hình vuông như vậy ha. Ê từ từ xong nó chạy luôn rồi. Nè. Nhám nó được nhiêu đây nè mấy anh ơi, được một nhám tấc vuông á, tấc vuông nha. Thì dưới đây thì nó còn có miếng mút luôn. Đó. Đây máy này hiệu gì đây? Hiệu gì không biết. Đâu? Đây hả? Có đó rồi. Đúc cái miếng nhám vô gài lại. Ai biết cái máy này em cũng không biết xài nữa. Đâu cái mạng nó đâu? Sử dụng điện là điện 100V nghe máy anh ơi, 150W. 150W nha. Rồi em biết cái vụ này à, em biết cái vụ này nè. Em biết cái vụ này nó 100V mà 1.5A á. Nhân nó lên đúng không? Ừ. Ừ, biết rồi. Rồi, ủa nó rung rồi. Ghê không? Máy chạy thì rất ghê luôn á mấy anh ơi, rất khỏe luôn, không lửa luôn nha. Không lửa, máy này chạy rồi ok lắm anh, thiệt. Không lửa nha. Nó nhảy luôn á. Ê, ê, tắt lên nè ta. Ừ. Rồi, thì cái con này là số 15 ha. 230.000, sử dụng điện 100V giùm em, nhớ giùm em. Không lửa luôn. Máy chạy còn im ru ru luôn. Máy chạy khỏe nghe mấy anh. 15, 230 bao ship luôn. Rồi giờ tới cái này đi. Tới cái nào có ấy lên mấy. Đây, tới cái máy cắt này luôn đi nha.
Rồi 16 nè mấy anh. Cái máy cắt nha. Máy cắt này mà chỗ em thì em kêu máy cắt đi cho nó dễ, nhầm khi nhầm chỗ là người ta kêu bằng máy mày gốc. Em chơi em kêu máy cắt à. Cho nó dễ đi. Rồi, nghiêm điện vô nha. Cái máy này thì nó có đầu bột lửa luôn, nó còn miếng đá cắt luôn mấy anh ơi, ghê quá. Nó thì cái máy là điện sử dụng điện là 100V à, 560W nha. 100V 560W này hiệu gì á, em cũng không gành nữa. Đây. Đó, giống cái máy TG. Thì máy còn chạy, nó chạy chung là chạy còn chạy full chức năng, không có lửa, để ghim vô ghim vô. À, còn dây điện luôn. Nè. Em sẽ cầm luôn. À. Ừ. Rồi, chưa chạy tắt, mà. Bật tắt. Còn bên kia cầm chặt. Kìa, không chạy. Có điện không vậy? Có mà. Rồi. Đó. Chưa chưa chưa, từ từ. Nè mấy anh, bu ga. Nè coi có lửa không nha. Đó. Không lửa nha mấy anh ơi. Máy chạy còn rất khỏe luôn. Đó. Nó có đầu một lửa luôn, còn miếng đá cắt thôi để luôn đi. 16 nha. Bán 180 bao ship luôn. 17 nè, tới con máy cắt này nè. Hitachi nghe mấy anh ơi. Dây điện không biết có đứt không. Vậy không biết có bị đứt không nữa mà nó còn vẫn keo kệ đi. Vậy là bán vậy luôn à. 17 hả? 17 nha. Ừ, cái này vậy mấy anh cắt xong rồi mấy anh gắn này vô. Ờ, dễ mà. Cây này là cây Hitachi nghe mấy anh ơi. Điện là sử dụng là điện 100V. À, nhiều watt, 505W. 505W, kỳ vậy, lẻ kỳ vậy. Rồi đúng rồi đó. Hiệu là hiệu Hitachi nha. Đó, máy nè, tình ngoại hình máy nè. Nè, để thử ghim điện đi. Không có lửa nha em anh ơi. Máy chạy không có lửa. Nói chung là máy chạy còn khỏe ha. À, cái này nó thì nó không có đồ bọc lưỡi, đồ chụp lưỡi. Cái này thì dễ mấy anh mua có mười mấy hai chục ngàn à. Mấy anh ơi ra tiệm mua là có hết trơn. Mình đây mình bán tới 15 ngàn. 15 ngàn lận. À, cũng chắc chỗ mấy anh cũng 15-20 ngàn trở lại nha. Cái này là gì mình mua đâu cũng có hết trơn á. Của Magi, của nói chung là của Việt Nam mình nó vừa với cái này ha. Rồi tiếp đá cắt đâu. 17 em bán giá 170 bao ship nha. 17 bán giá 170. Nè 18 cũng 170 luôn. 18 170 luôn. Cái này nó không có đồ chụp lưỡi nhưng mà có đồ bọc lưỡi nha. Này chụp lưỡi mình mua có nghe anh ơi. Cây này cũng hiệu Hitachi luôn. Hitachi luôn ha. Ấy có điện chưa vậy? Cây này thì nó cũng không có dây điện. Cây này là sử dụng điện 100V 500W nha mấy anh ơi. 530 hay 500 gì? 500. 500W nha. Cái máy này thì không có điện. Không có dây điện. Ủa, không có dây điện. Không có dây điện nè, em nói rồi mấy anh thấy không? Đó, số 10. Dạ. Chẳng có sẵn hay gì hả? 18, 18 bán giá 170.000 rồi, ghi vô đi. Nè, em thử máy nè. Đó, máy chạy không lửa nha. Nè. Máy chạy không lửa nha mấy anh. Máy thử chạy là bán thôi chứ cũng không có thời gian đâu, không có ai đâu mà biết sửa. Nói chung là hư là đập dục cái chai hết. Máy vỡ nhôm là đập dục cái chai hết nha mấy anh. Chứ không có ai là rảnh đâu mà sửa, mà không có biết đâu mà sửa. Rồi 18 nha, bán 170. Tại em thử vô nè, chạy thì em bán rẻ giờ cho anh xài chơi vậy thôi á chứ nó không chạy là em chặt cái chai hết trơn à. 19. 19 em bán giá 150. Cái máy cắt này nó không có đồ bọc lưỡi nhưng mà có đồ chụp lưỡi nha. Đó. Cái máy này là hiệu Mitachi. Mitachi nha, hình như đời sau của Hitachi á. Ủa, đời trước. Hả? Phải không? Không phải. Máy đời trước của Mitachi. Vậy hả? Ai biết. Em nói đại em anh ơi, em cũng không có gành đâu nè. Nhưng mà cũng chắc cũng nội địa Nhật nè. Có logo nội địa Nhật không? Điện là sử dụng điện 100V nghe em anh ơi, 485W.
Đúng rồi. Rồi, chạy này nghe. Cây này, cái này không có dây điện, nó sắc cậy luôn. Về mấy anh về mấy anh gắn điện vô nha. Không lửa nha. Rồi. Nào. Này bật đi. Đốt. Rồi, rồi rồi. Rồi, rồi. Bật rồi đó. Không lửa nha, lửa nè. Rồi. Rút ra. 19 nha, bán 150 bao ship. Tại vì dây điện ngắn quá em thấy em cũng ngán ngán nên rồi. Nhưng mà chắc không sao đâu, nhà cũng có cái dao tự động. Có gì cái nó nhảy xuống à. Nhà có 150 ngàn cái à. 150 ngàn cái mua xài tháng hư dục cũng được. Có 150 ngàn. Nội ơi. Kim vô xài hư dục. Ừ, hư dục mua khác. Hai mấy anh mua Sikua đi 2-3 cái vậy đó, mà nó nếu mà nó hư cái chắc tệ gì tệ, cho mấy anh 2 năm nữa. 2 năm nữa mới hư ha. Vậy bán lại sao bán được. Số 20. Số 20 hả? Ừ. 20. 20 con này em bán giá 140 nha. Con này là hiệu hiệu gì trời? Dán mẻ tem rồi. Mi Sô gì đó, sô cô la gì đó, sô cô lu gì đó. Sô cô la. Sô cô la. Cái này không có tem luôn rồi, mất mẹ rồi. Mất tiêu cái tem rồi mấy anh ơi. Cũng không biết con này nhiêu watt, nhưng mà con này cũng tầm là 400-500 watt thôi, 500 watt như con nãy thôi à. Cũng giống giống y chang con kia vậy đó. Rồi, để giờ em thử nha. Ừ. Cái này thì còn chập lưỡi luôn, còn bọc lưỡi luôn. Không có lửa nha. Đó. Rồi 20 giùm em, 140. Mấy anh mua mấy cái này mấy anh xài rẻ lắm anh ơi. Thiệt luôn, em nói rẻ là thiệt á. Mấy anh đi ra bãi mấy anh mua mắc. Nhưng em bán ở đây thì em bán giá thanh lý về cho mình dễ sử dụng thôi à. Nó đứt sắt, nó cắt sắt cậy luôn. 21. 21 em bán giá 140 luôn. Nó có đồ chụp lưỡi, không có đồ bụp gì. Cái này gì quên tiêu rồi. Ốc lưỡi. Ốc lưỡi nha. Vì nãy em phải nói móc lưỡi y chang hiệu nãy luôn mấy anh ơi. Ừ, này cái này còn tem nè. Ừ, cái con này có 250 watt hả. 250 watt mấy anh ơi. Con nãy giờ cũng 250 watt luôn nha. Sử dụng điện là 100V. Nhớ giùm em, lưu ý giùm em, điện 100V có ủ áp mới sử dụng được. Giá thì giá này 140 là bao ship rồi nè. Mua máy chỉ có 140 ngàn là thôi á. Rồi. Đó. Không lửa nha. Không lửa nha mấy anh. Không lửa nha. Rồi. Máy chạy không lửa. 21 giùm em, 140 bao ship. Mà thiệt á, mấy cái máy này á, nó nhôm mất không bao đời nào, nó chết hết trơn mấy anh. Còn mấy cái con mà vỏ mũ mà nó đời cao phải không, là nó chết trơn. Thiệt. Sáng giờ soạn đồ á, nó cũng chết, mấy con mà vỏ mũ nó chết trơn. Còn mấy cái con này thì thôi thôi, xài nói chung là trâu lắm. Thiệt, cổ thì cổ thiệt, nhưng mà trâu, không hư là được rồi. Rẻ mà không hư, xài bền là ok. Nói đối với em là vậy đó. 22. Cái này còn dây ghim luôn. 22 còn đồ dặn luôn. Còn dây ghim luôn, rồi ghim vô đi. Cây này hiệu là Mitachi mà luôn nha, chưa. Điện là điện 100V nghe mấy anh ơi. À, 485W. Rồi rồi. Máy cắt dữ lắm, mạnh dữ lắm. Đó. Không lửa luôn nha mấy anh. Máy chạy khỏe lắm. Không có đồ bọc lưỡi nhưng mà có đồ chụp lưỡi nha. Đó. Rồi 22.8. Nó con nào còn dây em để dây, còn nào không có dây thôi, không có dây à, chứ em đâu cắt lại đâu. Dây này thì nó bị chạy rồi, bị xước từ lượt dưới hết trơn mấy anh ơi, về thay dây nha. Vậy mấy anh thông cảm thay dây nghe mấy anh ơi. Còn không thì quấn dây sử dụng. Hiệu này hiệu Toshi gì nè. Toshiba. Ừ, Toshiba đúng rồi. Toshiba nghe. À, cái này nói chung là cũng cổ dữ á. Ôi nhưng mà bò là được rồi, cổ kệ nó chứ. Cổ biết đâu sau này bán đấu giá dữ lắm à. Cái gì đây, sử dụng điện 100V nội địa Nhật luôn nè, thấy không. Sử dụng điện 100V luôn ha. Rồi quát hết thái đường.
không không thấy nhiêu quá nhà nhiêu quá đây nè, lấy đầu cạo ra anh, cái gì cạo cạo ra mới được, coi bao nhiêu quát thôi là chủ yếu cái quát nó là bao nhiêu là được rồi, tại nhầm hay nhầm anh cũng đòi coi cái số quát nó ha. Nè con này thì 400W nó sử dụng điện 100V 400W nha, rồi ghim vô bọc ta sẵn luôn đi rồi. Dạ rồi rồi gì vậy nè, không lửa nghe anh ơi. Về thay dây khác đi má anh ơi, để về xài nói chung là mình cũng không an tâm nữa thiệt á. Về xài dây khác đi. Con này Kotoshiba ha. Con này không biết má anh đem lại thợ nó thay cũng được. Rồi con này số 22. 23. 23. Bán giá 170 bao ship nha. Rồi tiếp đi. Rồi tới cái con này 24 nha. Còn cục đá mài luôn. Còn cục đá mài luôn má anh ơi, vỏ thì vỏ mũ còn dây luôn. Máy này máy mũ. À, cây này hiệu là hiệu gì á? Nét gì đó cũng có hiệu nè. Điện 100V nghe má anh. Này là nhiêu watt đây trời? 600W hả? 500W vậy má anh ơi nè. Em còn thấy số 5 hay số 6 gì á? Nó bớt bự luôn hay là 400 mấy ta? 6 à, vẫn 600W. 600W dữ vậy Kim ơi, dữ vậy, nó còn bọc lửa luôn, nó còn cái đồ gài lửa luôn nha. Rồi Kim ơi, rồi còn chân cũng tắt không, rồi em bật luôn rồi đó. Không lửa, ủa không lửa nghe anh ơi, nói chung là không lửa nha. Máy là bật lên nó chạy là nó em bán vậy hả, 24.190 bao ship. Nói chung thử điện cũng hơi ghê, tại em ghê ghê thôi. Cây này 24 25 25 em bán giá 120 nha, chắc con này kêu rồi nè, đi kêu á. À cái con này hồi mất tiêu tem luôn, mà nó chắc nó cũng bự quá thôi chứ nó không có nhỏ quá đâu, mất tiêu rồi. Shiko của Nhật á. Rồi. Shiko không biết. Mặt hình gì? Rồi. Mặt lên thử nè. Con này cũng không có dây điện luôn. Bật tắt sẵn luôn. Rồi. Rồi. Trời trời trời. Không, cái con này mạnh nè. Rồi được rồi, tắt đi, tắt đi, tắt đi. Con này nói chung không có lửa nhưng mà cái con này hơi kêu. Nhưng mà bảo đảm anh, con này nó lớn quá lắm nè. Sao nó chạy ghê lắm, em cầm mà nó rung luôn á. Ghê lắm, mạnh ghê lắm, thiệt. Thì cái này mấy anh đem lại thợ á, cho người ta hai đạn đi cho nó đừng kêu hung, con này nó hơi kêu. Đó. Rồi 25 bán giá 120 nha. Kêu đạn rồi bán rẻ, cái nào ấy bán đỡ một chút, còn cái nào mà thì bán rẻ một chút. Còn chứ mà máy chạy, máy còn chạy mà bán dây chai cũng ổn mà, chẳng thà bán rẻ về cho mình sử dụng. Chứ bán dây chai cũng ổn. Con nào mà đây nè, thử con này coi, con này là con gì đây trời. Con này là con bắn vít nha mấy anh. Con này là con máy bắn vít mà nó cái loại mà đầu vít gắn vô đầu lục giác á, cái đầu nó. Đầu vít bình thường mình. Đầu vít đâu? Đầu gắn sao gắn vô giờ coi luôn. Nhét đại vô. Gắn cái đầu vít vô. Sao vừa? Đó. Gắn cái đầu đó. Ừ. Cái này là gắn máy mà gắn đầu vít á. Nhưng mà nó đặc biệt cái vậy nè. Chưa. Mấy anh đè xuống nè. Đè vậy nè. Mình gắn cái đầu vít vô đúng không? Mình phải đè xuống vậy nè. Cái máy nó mới chạy. Lúc bóp máy nó mới chạy. Ủa phải không? Là cái đầu nó mới chạy. Cái đầu nó mới chạy. Cái đầu nó mới khoan vô. Còn chứ mà nè. Anh thử đi. Thử điện. Ờ ghi số cái. À, số nhiêu hả? Hai mấy hả? 26 nghe mình. 26 bán giá 130. 130.000. À, cái máy này là em nói mà anh hiểu không ta? Nè.
Đó, nó chạy đó, nó chạy. Ừ, có đảo chịu dưới luôn nè. Đó. Đó. Đè xuống nè, đè mới quay. Đè xuống nó mới quay, mày thấy không? Đè nó mới quay, còn không đè nó không quay. Máy vẫn chạy nhưng mà không quay. Đó, về đi mấy anh nghiên cứu đi được à. Rồi. Máy chạy nói chung không lửa. Rồi, cái này là 26 nha. Chết mẹ dính luôn rồi. Gấp lắm nha. 26 nha, bán 130 bao ship. 26 bán 130 bao ship nha. Rồi cái này 27 y chang luôn á. 27, cây này của Makita mấy anh. Thì hai cây này cũng nói chung cây nãy cũng Makita, nói chung là cái này là một cặp luôn nè, nó cũng bán dít luôn nha, cái dít để mình dít á. Rồi, anh Kim cho thử máy chạy không? À, thì chạy mà. Đó. Đó, thấy không? Nè, mình không đè xuống thì cái đầu nó không chạy nghe, nhưng mà máy vẫn chạy. Đó. Rồi mình đè xuống nè, mình ấn xuống thì con vít nó quay. Nó thấy chưa? Ngộ chưa? Được rồi đó. Rồi 27 luôn. 27 giùm em, 130.000 bao ship. 28. 28 nha. Cái con này, cái khoang này á, thì nói chung là còn ngon lành hết. Cũng có một chiều một thôi nghe mấy anh. Hiệu là Sinco. Nó mất tiêu cái đầu rồi. Về mấy anh mua cái đầu khác gắn vô nha. Mua cái đầu khác cho em nghĩ là có đó. Máy thì nó còn chạy. Máy thì nó còn chạy. Không có này hiệu của gì á. À, một sử dụng điện là 100V nghe mấy anh. Nó là tới 330W. Rồi ghim vô. Nó cũng không có dây điện nữa nè. Cái con này thì mất cái đầu, về mấy anh đi mua cái đầu, đầu rẻ lắm, không có nhiều tiền đâu, có mấy chục ngàn à. Nè, nó chạy nè. Ủa? Làm gì? Làm cây phép bột không? Máy chạy nè mấy anh, không lửa nha. Cái phân sắt nè, phân cây nè. Ừ. Rồi, 28. Em bán giá 130 bao ship. Phải sơn rồi, mấy đầu thì... Mà nhầm khi á, anh thấy cái máy mình hơi xẹt xẹt lửa xíu á, là mấy anh biết bây giờ không? Lý do là than á, cái cục than nhầm khi nó không có điều hay sao đó, nó nhầm khi nó xịt lửa. Còn nếu mà nó hư ruột luôn phải không, lại nó nổ bụp 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 bụp. Mấy không tin mấy anh để ý đi, em thử nhiều máy lắm mà em cũng biết rồi đó. Hư ruột là nó nghe bụp 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 bụp, là nó xẹt lửa mạnh dữ lắm. Mà nó xẹt lửa nhẹ thôi là cái do cái cục than mình có thể là nó không đều hay này kia đâu á. Rồi cái cây này cây Hitachi nha, khoan cũng có một chiều thôi. Nó mà sử dụng khoan sắt, cái đầu nó là đầu kẹp này chắc cũng 10 ly à. Đầu kẹp USB hả? Mất tiêu rồi. Nội địa Nhật á, đầu của Nhật á anh ơi. USB. À, đầu kẹp này đầu nhiêu trời, không có để. Này chắc có 10 ly á. Phải không? Phải 10 không? Không phải. Đầu kẹp này chắc 10 á. Rồi 8 luôn đi. Ừ. Cái đầu kẹp thì còn ra vô nhẹ nhàng thôi, cái đầu thôi mấy quỷ này thì không bao giờ nó gơ đâu mấy anh. Ngon lành luôn. Này khoan sắt á thì thôi trâu luôn, khỏi nói nha, nhìn vô đây nha. Nè. Cái này thì sử dụng điện 100V luôn nha mấy anh ơi. Mất tem mẹ ơi. Bao nhiêu quá thì không biết, nhưng mà máy khá là mạnh ha. Rồi, cái này là số máy anh nhớ. Số 28. 28 nha. 29. 29 em bán giá là 170 bao ship, bao ship luôn nha. Con Hitachi nha. 29, 170 bao ship. 30. 30 con này cũng Hitachi luôn. Cái đầu kẹp nó thì cũng cỡ 10 ly. Đầu kẹp đúng rồi, 10 ly nha. Con Hitachi. À, sử dụng điện là điện 100V nha mấy anh ơi. 380W. Rồi. 380W nha mấy anh. Nè. Để em đút qua đây, gắn vào đây cho nó dễ. Anh đừng có đụng nha. Rồi. 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 Nào, rồi. Máy không lửa nha. Lửa này là lửa than nè. Than nó dơ thì miếng họ cỏ không đều á. Đó, đó.
chứ không phải là hư ruột đâu. Nếu mà hư ruột nó nổ thì ghê lắm, nó nổ đùng đùng, nó bập 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 với nó sẹt lửa mạnh dữ lắm. Số 30 bán giá 160 bao ship. 31 em bán giá 160 luôn. 31 con này cũng Hitachi luôn nha mấy anh ơi, mất tiêu tem rồi. Cái con này chắc cũng lớn quá lắm. Đầu kẹp thì nó 8 hả mấy anh ơi. Đầu kẹp 8 thôi nha. Rồi ghim cho anh. Máy thì chạy có một chiều một thằng em anh. Máy thì điện rồi sử dụng điện 100V nha. Mấy anh mà thiệt luôn á, mấy anh nào mà mua rồi á mà nói ví dụ mà điện sử dụng 100V sao anh sử dụng. Mấy anh đặt rồi mấy anh vậy là không được nha. Trời ơi, đã em đã nói trên đây á là rất là gãy luôn á. Cái nào cũng nói là điện sử dụng 100V hết trơn nha. Nhớ nha. Con này Hitachi nè. Không lửa luôn. Lửa này lửa than thôi à, không sao. Than nhìn khi nó dơ á cũng có thể nữa. Rồi 31 giùm em, 160 bao ship. Máy rẻ chết luôn. Mua cái máy để mà anh mua cái máy mới nhiều. Máy Trung Quốc mà anh mua cũng 500-600 ngàn rồi đúng không? Anh mua máy này đi xài nó bà lắm. À, cái này hả? Đầu kẹp bao nhiêu ly ta? Này chắc 8 ly hay 10 ly. Anh coi giùm em. 32. 32 phải không? 32 phải không? Ừ. 32 ha. 32 con này là Mitsubishi nghe mấy anh. Sử dụng điện 6 ly rưỡi gì vậy? Đâu? 65 á. 65 không lẽ 6 ly rưỡi trời. Nồi điện Nhật luôn cái đầu rồi. Ờ 65 mm à đúng rồi, 6 6 ly rưỡi à nghe. Là mình kẹp vô 7 chắc được. Được không? 6 ly rưỡi hết lát hả? Ừ. Mitsubishi nghe mấy anh. Sử dụng điện là điện 100V nha. Để coi nó bao nhiêu watt. Watt đâu trời. 2.6 là 2.000, 2.6 hả? Ừ. 260W. 240 à. Nè dưới đây lẻ 240 nè. Ừ. Đó, đúng rồi đó. Rồi, ghim vô nè. Thử nè, một chiều chạy một chiều một thôi nghe mấy anh. Mấy cái máy này mình dùng mình khoan sắt thôi à, mình nó chiên nó chiên bên là khoan sắt á, còn không mấy anh á sử dụng là mình phấy bột đồ này kia đó thì rất là trâu luôn. Nè thử nè, máy chạy gu luôn á. Không có lửa đâu, kiểm tra rồi không có lửa đó. Rồi 32 ha, 160 bao ship. Nếu hư ruột là nó không có chạy ngang cái tiếng im vậy đâu, nó chạy tiếng nghe ghê lắm. Rồi con này siêu phẩm 33. Con này thì ông cố nội luôn. Nó chà bá bự luôn, cái đầu kẹp ông cố nội luôn á mấy anh ơi. Cái đầu kẹp con này khoan tới được lỗ cái 36. Ừ. Đầu kẹp tới 36 lần. Phải khoan được cái lỗ 36, khoan 36 á. Nè. Đầu kẹp. Đầu kẹp là 36. Ủa, cái đầu này thì đầu 16 nha. 3 ly đến 16. Ừ, 3 ly đến 16 ly cái này cái mũi khoan á. Phải không? Ừ. Cái đầu là khủng khiếp luôn, cái đầu này thôi nó thiệt với anh nó mua cái đầu này xài tới cái máy nó banh chà lành luôn rồi đó, nó mới hư cái đầu á. Cái đầu nó dữ thần lắm mấy anh ơi. Không tin mấy anh mua thân này vậy, mấy anh thử đi. Cái con này là nè, để 36mm nè ha. Sử dụng điện 100V. Cái con này công suất của nó là 550. Là 550W. Tầm 500W. Ừ. Nãy 20, 2.4. 2.4 thì nãy nó 26 mà nó 2.4 á. Rồi vậy con này là tầm 500W nha, hơn 500W một chút. Đó. Hiệu là HTKK gì nè. Đó. Hitachi hả? Cái đầu thì dữ lắm mấy anh ơi, thiệt cái đầu dữ thần lắm. Khủng khiếp. Rồi, nó hiện nó có tay cầm ở trên đây luôn nè, nó còn dây điện còn chui luôn. Bây giờ gọi ghim. Cái này khoan sắt bự lắm á. Ở trên này mình quay được luôn nè. Ghê thiệt. Ừ, cái này để gì mình sử dụng mình gắn phân từ này kia đó mấy anh ơi. Nè. Rồi. Sử dụng thử nè nha. Cái này là mấy anh biết sao nghe tiếng vậy không? Nó là tôi chậm nghe mấy anh, không phải tôi nhanh nha. Đó. Dẫn đi. Máy không lửa. Rồi, con này em bán giá là nhiêu ạ? Bây giờ trời. 450. 33 450 bao ship. Con này nặng nó 6 kg gì á anh à, nặng lắm. Ừ. Cái con này tôi chậm nè. Nó sử dụng mà khoan sắt là thôi bá cháy luôn. À.
mà còn rất là đẹp, siêu đẹp luôn. Cái này nè, nó có đường ốc chặn đây nè. Thì về chắc mấy anh biết chế mà. Mấy anh là giận dữ không à. Chắc biết chế mà. Anh không chắc xích vô để ngồi làm sao không được. Rồi tới con đục này luôn. Con đục bê tông. Mũi này chắc gãy 17 ly nè. Đúng rồi đó. Con này là con Hitachi nha. Ủa? Bậy. Hitachi. Sao nó để thêm mét gì á? Ừ, có logo nè, quên. Hitachi nghe mà anh sử dụng điện là 100V nè. À, tự gì có da băng nè ha. Thì cái con này nó 11A là nó 1100 hả? Gần 1100 là khoảng 1050 á. Khoảng là 1050 ampe á. Hả? Watt. Watt, lộn. Watt ha. Bè gì? Là nó 11A là nó cỡ gì đó đó, sử dụng điện 100V nhớ giùm em nha. Thì nó mũi đục á, gắn thì mũi đục 17 ly. Đầu 17 ly á. Lúc rồi hổm em bán biết bao nhiêu đó. Rồi bây giờ tôi thử nè, máy này còn chạy không? Nè. Máy này gì anh em phải bảo trì nhớt nheo vô. Cái này sẽ về vô nhớt nè. Vô nhớt nè, xong rồi rửa, xịt rửa rồi vệ sinh các kiểu rồi cho nó đừng có dơ nè, thấy ruột ở trong luôn, thấy ruột động trong luôn anh thấy không? Ừ. Giờ thử cho anh coi. Rồi anh bóp đi được không? Rồi bóp đi. Thôi nè em bóp luôn. Nè. Nè mấy anh coi này nha. Rồi chưa? Trời 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 trời. Nó 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 nó. Chê cái này. Ừ nó có chế độ rồi quên nữa. Đó. Anh mấy anh nghe nó còn giọng không? Bây giờ mình lấy gì mình thử giọng không? Thử búa không? Lấy cái búa đục đó. Đâu? Thì bóp đi, bóp cho chạy đã đi rồi anh lấy búa. Bể gạch. Bể gạch đó. Đây nằm xuống á. Rồi, giờ mình gắn búa đục vô mình thử cái lùn độ cái độ giọng của nó nha. Rồi ghim vô đi anh. Cái cọng màu xanh kia không sao nghe mấy anh nè. Cọng đó là cọng đó mình nhìn mát vậy đó. Cho nó không, nó không có điện. Cái cọng màu xanh nó không có điện. Vậy mình cắt cái cọng nó dục luôn cũng được. Không sao. Để như nó để bể rạch luôn. Mạnh lắm. Con này đục cái là bể banh luôn á. Được rồi. Rồi, 34 bán giá 600, bao ship con này. Con này nặng cũng dạ, nặng trâu lắm. Con này phải tu bảo trì. Anh phải vệ sinh với vô nhớt nghe. Cái này có sử dụng nhớt trong đây nè, nhông có sử dụng nhớt không á? Cái con này là phải cho nó uống nhớt giống như xe mình vậy đó. Rồi. Con rồi nhớt nè. 34 600 bao ship. Rồi đi em khác đi. BG 38 rồi em. Lẻ đi 1 tiếng đồng hồ rồi đó. Rồi tới mát cắt gỗ nha. 36. Cái mát cắt gỗ này nè thì nó là cũng nhôm, không có lưỡi. Này lưỡi nó khoảng tấc mấy vậy mà anh. Này không có tem luôn rồi. Ủa? Tưởng nó không có tem chứ. Đây. Này của Hitachi nghe mấy anh. Một điện sử dụng điện là 100V. 6A là khoảng 600W. Ủa? 550, khoảng 500, hơn 500W đó mà anh ơi. Ừ. Cái con này thì không có lưỡi, cái lưỡi nó nhiêu ta? Lưỡi nhiêu hả? 5 nhiêu hả? Nó không có để lưỡi hả? Không. Không có để lưỡi rồi. Lưỡi chắc tất mấy quá. Tất 6, tất gì á. Thước nè. Tất rưỡi, tất 6, 5. Phải không? Tất 6 anh hai là anh tất 65 gì đó mà anh ơi. Cũng tầm tất rưỡi tất 6 gì đó. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Rồi. Ô, chắc tất rưỡi. Ừ. Rồi ghim vậy ghim. Cái này không có dây điện luôn. Nó về mình cắt con dây xanh dục. Còn hai con kia thử. Máy này chạy rồi. Nó không lửa. Mấy anh không lửa là được rồi ha. Còn cái này chung quá chừng rẻ rồi. Để đi. Ship nè. Em có cần suy nghĩ đắn đo chuyện gì. Hả? Lửa. Lửa.
có lửa. Thôi cái con này sửa lại 1.9 nha. Hả? 200 hả? Con này sửa lại 200 đi mà anh ơi, cũng thấy lửa nhẹ mà không biết phải là lửa dơ hay là lửa gì không biết, nhưng mà chạy nghe tiếng còn còn mạnh nha, không có bập bập bập. Cho nên thấy cũng có lửa, 36 đi 200, có thể là than dơ hoặc than nó bị ấy. Kệ đi, lỡ mấy anh không an tâm, không mấy anh không an tâm nữa mất công lắm. Hai xị 36 200 bao ship. Được. 37 nè. 37 con này cũng của Hitachi luôn. Ủa? Makita. Con này thì sử dụng điện là 100V nha. À 860W nha mấy anh ơi, giữ thần ôn vậy. Giữ rồi. Nè. 860W nè. Lưỡi trăm mấy. Lưỡi là không có để. 170, 180. Đâu? Ừ. 170, 180 là lưỡi tích 8 á nghe mấy anh. Rồi ghim vô đi. Mất cái nắp đít tiêu rồi. Nhưng mà không sao, chắc em sử dụng mình sử dụng được. Nè, mất dây nữa. Còn lưỡi không vậy? Mất lưỡi luôn. Về em mua lưỡi. Dạ anh em đi mua nó bị tét cái này chút xíu nè. Nữa. Con nào? Nè. Bị tét nữa hả? Nè. Con này mình ghi giá nhiêu hả? 250 hả? Sửa luôn, sửa lại con giá này giá 220 luôn. 220 đi. Tại vì con này lớn quách quá trời, 220.000. Này em nói thiệt chứ em kiểm, đâu có nhầm nhỏ kiểm gì tra đâu. Cũng không không kỹ nữa. Ừ. Không, anh biết con này có con rể con kia à, mấy con này không đi. Rồi. Ghim đi. Thử nó có lửa không? 220.000. Cái con này cái bể đó mình thiết gì chế máy cắt bàn ngon luôn. Làm bàn á, đặt ngược lên. Ghim điện ơi. Luôn mấy anh ơi, con này thôi thôi khỏi nói là 37 220.000 giùm em bao ship luôn. Nó mạnh khủng luôn á, 800 mấy watt dữ trời. Tiếp con này. Nè lấy dây ra. Con này là nhiêu nãy con nãy ba mấy à? 38. 38 con này bán giá là 250. Con này là hiệu là Ryobi nha mấy anh. Sử dụng điện 100V nha. À, này là lưỡi 1 tấn à, 140 đến 145 nghe mấy anh lưỡi á. Còn cái watt của nó thì 550W. Rồi, ghim vô đi. Này thì còn lưỡi trong đây luôn nè. Nói về có cắt được, cắt không cắt được thì lưỡi da băng luôn thấy không? Mấy anh mua lưỡi khác. Đó. Đó, có điện rồi. Có thắng từ luôn. Không lửa nha mấy anh. Đó, có thắng luôn. 38 250 giùm em bao ship. Rồi lên khác đi. Không chuyện ship vô trong để ngồi hết đường đi luôn. 39. 39 em bán giá con này là 270 ha, bao ship. Con này là của Makita nha, sử dụng điện 100V. Sử dụng lưỡi đá là 119 đến là 125mm nha mấy anh. Con này thì 680W. Con này 680W luôn, có đồ. Mất ốc này về mình kiếm ốc mình dặn dư cũng được ha. Con này của Makita. Nó thì nó có cái lỗ này là hút bụi. Rồi, còn lưỡi luôn, lưỡi thì mới chát luôn. Đó, rồi rồi gắn dư thử nè. Rồi bây giờ em sẽ thử này nha. Nè. Ghim vô. Không lửa nha. Ủa nó thắng từ luôn anh mấy anh ơi. Nó thắng. Nó thắng một cái phải có lửa, nói chung là thắng phải có lửa rồi. Rồi 39 giùm em, 270 bao ship.
Nhiều, 38. 39 là 38 gì? Nhiều rồi. 40. 40 nha. 40. Cái con này là nó hiệu Hitachi nha. Điện 100V. Chắc 470W hả? Ủa 760W. Điện 100V 760W nha. Lưỡi thì không có để không thấy à, tại vì nó bị mất rồi. Lưỡi lưỡi to nghe anh, hiệu hiệu Hitachi nha. Đó. Nè. Nó còn có lưỡi cắt luôn. Giờ em sẽ thử cho mấy anh coi nó có bị lửa không nha. Vậy nè, quá ngắn như vậy nè. Về mấy anh gắn cộng dây khác lại nha. Nó bị ngắn quá. Siêu ngắn luôn á. Cắt vậy, cắt thử không được luôn kìa. Về mấy anh gắn dây khác vô. Em thì em thử vậy đó. Nè. Vậy máy lại phụ đấy vậy. Ờ con này có thắng từ luôn. Rồi. Con này là số 40, 208 bao ship nha. Còn lưỡi nữa. Bốn mươi mốt con này em bán giá cũng 208 luôn. Con này thì cũng hiệu Matita luôn. Còn lưỡi luôn nha. Lưỡi này không biết nhiêu nữa. Nó hơi xét rồi. Chắc 165. Sử dụng điện 100V nha mấy anh. 7A hả? 650W. 650W. Số 41 bán giá 208 luôn nha. Nè 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 gắn vô. Gắn vô đi thử thôi. Nó còn chạy không? Không biết ở đây nè. Ừ. Đó. Này là 41 nha, 208 bao ship ha. Nè. Coi nè. Rồi. Con này nó siêu dơ luôn, về vệ sinh nha mấy anh. Nhưng mà chạy còn ngon lắm. Êm. Nó còn nó siêu lưỡi nó. Thì nó mới chết rồi. Nó. Rồi 41 luôn, 208 bao ship. 42. Con này là hiệu Ryobi nha, sử dụng điện 100V 1050W. Con cắt này nó khủng khiếp luôn á anh ơi, 1050W, lưỡi là 190 nha. Lưỡi là 1 tấc 9 nha em anh, không có lưỡi. Nè, rồi. Bốn mươi hai em bán giá là 208 bao ship luôn. Con này chưa ghi giá luôn. Rồi nè, 43 nha. Cây này nó bị bể đây nè anh ơi, nên là em bán cái giá này cho anh nha. Nè, nó bị bể nè anh thấy không, cũng như bể cái bàn, cái bột lưỡi á nè, bể có lần nứt ở đây luôn nè. Nhìn vậy thì dễ thấy hơn, nứt nguyên một lần dài từ trong đây ra tới đây luôn nè. Đó thì nó cũng nó còn đồ chụp lưỡi nhưng mà lưỡi thì không có nha. Con này thì công suất nó sử dụng điện 100V 720W nha, sử dụng đá cắt là 165 nha mấy anh, đến 2 tấc. Ừ ghi mày. Rồi 43 nghe em bán giá là 190 bao ship. Rồi tiếp theo tới cái bào. Bào cây 44 là cái bào cây nè. Hồi cái bào này 44 đẹp, siêu đẹp luôn. Cái cọng dây này của rõ dây ra coi. Dây thì nói chung là nó còn dây nghe mấy anh. Rồi không gỡ thì sao thử. Vậy thử. Này cái bào này hiệu là Ryobi, sử dụng điện 100V nghe mấy anh ơi, 450W nè. Lưỡi của nó thì 84 nha, 8 phần 8 hả, 8 phần 4 hả, 8 phần 4. Đây
Lưỡi còn nguyên luôn nhưng mà lưỡi không có thì mài. còn nguyên nhưng mà em không có biết mài bén hay không bén, không biết nghe mà nơi hay thấy không có mẻ thì thấy nó còn nguyên không có mẻ thì còn mới, máy nó siêu mới luôn, để thử nó chạy sao nha. Vậy mình thấy lửa nè phải không? Rồi. Ê, có bào cái lửa này cũng thấy ghê quá à. Nè. Này nè, thay mấy anh thấy lửa Rồi. rồi. Ghê lắm mấy anh ơi, thiệt luôn á. Nó chạy dữ lắm. Nè. Không lửa nha. Rồi. Máy chạy rất là mạnh, rất khỏe luôn. Số 44 giùm em 350 bao ship. Máy siêu mới luôn. Ừ. Mà nó mạnh nữa, im gu à. 39. Ủa? 44. 44 350 bao ship. Đồ dặn là cũng nguyên luôn. Máy 110 lưỡi thì mấy về mấy anh mài cũng được, còn mài mấy anh mua lưỡi khác mới cũng được, không mà lưỡi nó xài ngon rồi đừng mua khác à, mài đi gỡ ra mài đi. Rồi tới cái bào khủng long bạo chú á, trời trời nó bự, em Makita kêu cái này là container không đó. kéo À, 45 45 con này em bán giá 550 bao ship nha, tại vì có con này khá là nặng mà anh ơi. Con này là hiệu Makita nha, sử dụng điện 100V, công suất là 1140W. Trời 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 trời. 1140W giùm em nghe, trời ơi. Đặt lên cái lưỡi bào là nó nhiêu tôi hả? Máy, cái đó là Ủa? tôi máy. Tôi máy hả? Dạ. Lật lật sao? Lật sao quay vô người thấy ghê vậy? Không có quay lên con đít này nữa. Ừ. Cái đít rất mới luôn anh. Chịu giờ để đo dạ lưỡi thôi. Lưỡi Lưỡi 50 một tấc 55. 55. Tấc 55 á. Tấc 55. Chiều dài cái bào là nó 4 tấc rưỡi. Còn bề ngang cái mặt bào á là nó tới tấc 3 lận. Tấc 3 mấy anh. Rồi, rồi quay quanh kia thử đi. Dây Google này kia còn đầy đủ hết nha. Máy thì còn chạy. Máy còn chạy mới đem nó vô đây, còn không chạy là em chụp cái chai luôn rồi chứ đem lên chi. Dạ. Cái con này có gì? Như gì? Không có dây nguồn. Dây nguồn là gì? Con dây này nè. À, không có dây em điện về mình gắn vô rồi đâu. Vì máy bán giá siêu rẻ rồi. Rồi. Công tắc nó cũng đã nữa mà này. Trời 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 trời. Ghê thiệt, ghê thiệt mấy anh ơi. Trời trời. Máy nó chạy ghê quá, em còn hết hồn. Mạnh thấy ghê thật trời, bớt ngàn mấy quá, thấy ghê quá. Nè lửa cái này nè. Nào anh bật lên đi. Anh nghiêm đi. Nghiêm rồi anh bật luôn. Nó bự quá, bởi em kêu nó khủng long bọn chúa là đúng luôn. 45, 550 bao ship. Trời ơi trời. Không, à, nói vậy chứ mấy anh mà bà bên làm cây làm gỗ là nó là ngon á. Tại vì rồi tới con máy cắt nha, máy cắt Hitachi. À, thì các nói chung bạn. Là cắt bàn á mấy anh, lưỡi này lưỡi 3 tấc 15 hả? 305. 305 là lưỡi mình có bán. Lưỡi 305 350 á. 305 sao 350? 305 350 là thường người ta bán này đó. Thì cái lưỡi cắt bự á chứ không phải lưỡi cắt nhỏ nha. Nói chung là lưỡi cắt không dụng mua có. Rồi, nói chung còn đầy đủ đồ hết, nói chung hơi xét xét chút nè. Dưới bàn thì hơi xét xét nè, em cũng có xịt G7 đấy không? Nó cũng hơi xét xét chút nhưng mà nói chung là con này thấy cũng còn ok, mấy cái ghẻ đi về cho mình sử dụng ha. Đây. Con này nặng tới mười mấy ký lận mấy anh ơi. Nếu mà mấy anh ra bãi mua là con này tại vì cũng 1,6 triệu, 1,7 triệu ha. Đó. Đó, cho mấy anh coi thông số kỹ thuật nó, sử dụng điện 100V giùm em nghe. Con này để em quay cái thông số nó coi. Sử dụng điện 100V nè. Là cái gì? Watt nó đâu rồi? Nhiêu watt vậy? 15A. 15A là 1.500. 1.400, 1.450 á. 3.400. 1.450 gì đó mấy anh ơi. Đó. Lưỡi này 3 tấc 5. Rồi bây giờ anh sẽ thử cái máy này nghe. Cái này thì nó còn dây luôn, dây rất là dài. Rồi giờ dây chạy nè. Chừng 4 mét thì cũng dây cũng dài rồi. Rồi. Rồi, rồi, rồi.
Rồi cái con này là 46 nha em anh. 46, con này em bán giá là 1.100.000 bao ship. Tại vì con này nó nặng tới 10 mấy ký lận mấy anh. Cho nên là nó cũng nói chung là dày là rẻ rồi đó. Mất lại cái để cho nó một lần. Mua mới tại vì cũng 2-3 triệu. 2 triệu mấy 3 triệu gì đó, nhưng mà máy Trung Quốc có Nhật đâu. Máy này máy Nhật luôn, Hitachi luôn mà có 1 triệu mốt à. Về tới nhà luôn 1 triệu mốt, có áp xài nữa thì thôi thôi. Một con này thì nói chung là tiền ship em nó cũng khá là nặng, gần 200 ngàn. Tiền ship thiệt, cái con đó gần 200 ngàn thiệt lắm anh ơi. Không nói giỡn đâu. Em là em nói thiệt không mà chứ em không có nói xạo, nói chung là ngoài nó cũng còn đẹp lắm nha. Đó. Rồi tới mấy ông thần tỉa cành nè. 47 em con này em bán giá là 180. 47 con này em bán giá là 180.000 nghe bao ship nha. Cây này cây tỉa cành, cây tỉa lá đó anh, đi lấy lá vô thử không? Khỏi. Nói chung là cái này nó cũng không được bén hơn nữa. Không biết được bén hơn nữa. Tại vì còn mới lắm, hiệu là hiệu Ryobi nha, sử dụng điện 100V nghe anh. 300W nha. Con này là 300W nha. Rồi nè. Không bén hùng. Ây da. Thì nói chung là như tỷ bén không bén vậy mà anh có thể là mình vũa được nha, không sao. Nói cái này thì có đồ chặn lại luôn nè, lại chưa quên. Cái này có đồ chặn lá nó văng vô mình luôn á. Còn mới lắm, trời ơi con này mới lắm anh ơi. Điện 100V giùm em nghe. 47, 180.000 bao ship. Rồi. 48. Con này em bán giá 200, con này hiệu Makita nha, sử dụng điện 100V luôn nha em anh. Con này thì nó 320W. Đó. 320W, lưỡi thấy cũng siêu mới, còn siêu mới luôn ha. Mài được hết trơn rồi mà. Trời ơi, bén anh ơi. Siêu bén luôn á. Vậy mà anh có vũa lại cũng được. Rồi, cái con 48 em bán giá là 200.000 bao ship con Makita này nha. Rồi, tới mấy cái cưa in mà sử dụng điện luôn nha, sử dụng điện 100V luôn. 49, con này 49 em bán giá là 230.000, con này là hiệu Ryobi 49. 49 con này em bán giá là. Rồi, 49 nha, 230.000, cây này cũng hiệu Ryobi luôn. Sử dụng điện 100V, con này thì 750W nha. Chiều dài lam của nó là được 255. 2 tấc 55 nha mấy anh ơi. Phải không ta? Đúng rồi đó. 2 tấc 55 á. Hiệu Ryobi luôn, sử dụng điện 100V giùm em nhớ nghe. Nè. Ghim vô coi. Ghim vô. Này em sẽ thử cho mấy anh coi nó không có lửa nha. Này về mình cắt cành nhỏ nhỏ được. Rồi. Đâu? Bóp đâu? Đèn nó mới vô mới bóp được, đèn nó. Không lửa nghe mấy anh. Không lửa nè. Nè, về cái này mấy anh vô nhớt nha, vô nhớt nhớt xe mình bỏ á, mình vô nhớt để cho nó ra cái nhớt ngay chỗ xích nè, là mình cắt nó mới đứt nha, mới được nha. Nhớt rồi, nó em thử vậy thôi. Rồi, nó ngoại hình nó như vậy thì còn mới lắm. Lam cũng còn mới, lam à. Ryobi. Lưỡi không bén thì dễ mà anh mài nha. Vũa. Lộn mới mài không. Dễ mà anh vũa nha. Rồi, 49 em bán giá là 230.000 rồi, sao bao ship luôn. Cây này về để mình cắt mấy cái cành nhỏ nhỏ gấp áp phê luôn, khỏi cần cưa. Nó mệt. Với ai mà làm gỗ nhỏ nhỏ á, vậy thì mình đóng cái này đóng cái kia mà nhỏ nhỏ á. Rồi thôi thôi mấy cái cây này rất là chuyên dụng luôn ha. Rất sướng. 50. Ừ cái con này cũng có vô miếng nhớt nè. Nó cũng còn chạy luôn, đa số mấy cây này cũng còn chạy mà anh ơi. Nè, thử coi. Cái này nó vô. Bị tét cái này nè. Bị tét xíu rồi không sao. Cái này là hiệu gì vậy? Hiệu Ryobi luôn. Ừ, cũng giống cây nãy luôn á.
sử dụng điện 100V 750W y chang cây nải luôn nha. Ryobi lưỡi không biết chắc y chang á. Lưỡi lưỡi nhiều à. Lưỡi này chắc cũng 2 tấc 55 luôn hay sao á, bằng cây nải à. Nè, rồi anh nhìn thử dây điện thì còn luôn nha mấy anh. Nè, em sẽ thử đầu tiên em sẽ cho mấy anh coi trước là cái này ha, lửa hay không nha. Đó. Rất là khỏe luôn mấy anh ơi. Nè. Ghê nhớ ha. Nó bị nứt nha, bị nứt ở chỗ này nè. Chỗ này nó bị nứt một chút nhưng không sao. Rồi cái con này số 50, em bán giá là 240 bao ship nha. Con cưa Ryobi. Rồi đưa con kia. Rồi, cái con này cũng là hiệu Toshiba, tính hơi tính cũng là Ryobi á. 51. 51, cái con này em bán giá 200.000, hiệu Toshiba nghe mấy anh. Toshiba. Con này sử dụng điện 100V, cái này đứt chui rồi. Sử dụng điện là điện 100V. Cái con này á, là 1050W. 1050W nha mấy anh ơi. Con này là made in USA luôn. Đây, made in USA nha. Rồi, ghim điện vô. Con này không có dây, đứt chui chiêu rồi. Con này đâu gì tăng công suất ra được, nó dùng để dùng kích luôn á. Tăng sao? Nè, cái cọng dây xích nó hơi dùng nè. Các em sợ bị trúng tay á, các em lấy cái em dặn hơn chút xíu nè anh. Giờ dễ thử một chút ha. Đó, cái làm xích nó để chứ USA luôn á, ghê không? Máy này cũng Mỹ luôn, ghê thiệt. Màu xám xám nữa, cũng hơi nhỏ gọn quá ha anh. Mà cắt thì chắc em có hồi đó giờ em cũng chưa cắt thử mấy cái quỷ này nữa. Chắc cũng cũng cây nhỏ nhỏ thì áp phê chắc rồi, mình khỏi cần cầm cần cưa cắt ha, khỏe. Rồi nè, mới dặn xích cho nó ấy chút đó. Đó, vậy mà anh vô nhớt nha, nó chạy đó nè, coi nè. Ê, đừng để vậy, để sao cho nó không thấy lửa. Thấy lửa rồi sao vậy hả? Làm cái ghế chết lực lên vậy. Nói chung mà không có lửa mấy anh ơi. Rồi 51, 200.000 bao ship. Tại vì thấy dây xích nó cũng dùng dùng quá, cũng ngán ngán. 52, cái cây này 52. 52 cái cây này là hiệu gì vậy? Hiệu XCS300C. Sử dụng điện 100V, 1050W luôn nghe mấy anh. Cây này của Tokyo, này của Nhật, của Nhật à. Nội địa Nhật. Cái này là lưỡi chắc cũng 2 tấc mấy luôn á. Nè. Lưỡi này chắc 3 tấc hả? 3 tấc. 3 tấc. Lưỡi 3 tấc mà anh. 52 giùm em nha, 250. Điện là 100V giùm em, sử dụng ổ áp nha. Là tới khi nhị tỷ mà anh mà mua cái này thì em gỡ cái lam xích ra nha, chứ không có để về nó tới nó gãy luôn á. 1050. Rồi chạy nè. Ồ, máy này chạy gì ngon lắm. Không có lửa đâu mấy anh ơi, yên tâm đi. 52 250 bao ship luôn nha. Rồi được rồi. Rồi. Rồi, hết đồ điện rồi. Giờ em qua tới đồ nghề nha. Đồ nghề thì em nói hơi nhanh một chút nha. Tại vì đồ nghề nó cũng không có gì mà quan trọng để em nói nó lẹ nó chậm hết á. Rồi, tiếp theo 53. 53 em có cái đầu anh giòn giòn xíu tới giùm em nói xì lẹ lẹ một chút. 53 nha. Cái đầu búa này là 3,6 kg nha anh. 3,6 kg nó để hôm nay luôn nè. Đầu búa thì nói chung còn siêu đẹp luôn. Có mọc. Đây, hai đầu đây. Đó. Nói chung là siêu đẹp thôi à, không có gì hết. 3,6 kg 53. 300 bao ship. 54. Cây này thì nó 4,5 kg. Cây này 4,5 kg có để hôm nay luôn nha. Cây này thì nói chung là cũng còn đẹp, gãy cán tiêu rồi mà đầu búa nè. Đó. Đây. Cây này thì em bán giá là 420.000 bao ship. Cây búa này nói chung còn đẹp lắm nha anh. 54 nha.
420 bao ship. Cái này nè. 55. 55 nha. Em có combo 3 cây búa. Đây một cây búa mà vừa đóng vừa nhổ đinh nha. Đó. Thì đầu nói chung cũng còn đẹp nè, đầu nhổ luôn, đầu nhổ đinh mà mất cán rồi. Rồi, tiếp theo cây búa này là cây búa đóng hai đầu luôn. Hai đầu đóng vẫn còn đẹp, không có bị mất đâu hết. Một cây búa bi. Bi hôm nay thì bự hơn mỗi bữa nghe anh. Bi nó thì bự hơn, nó có mọc luôn. Đó, bi thì bự, nói chung là bi cũng còn đẹp. Nên mà búa này em bán giá là 160, 55, 160, 3 cái đầu búa giùm em. Búa này bi bự nha, chứ không có bi nhỏ. Bi nhỏ phải bán bằng giá hỏm rồi. Đây, một cái búa này cũng nhổ đinh luôn, vừa nhổ vừa đóng luôn nha. Gãy cán là nhưng mà còn đẹp. Búa bi này bi bự luôn. Đó. Bi nói chung còn đẹp nghe mấy anh ơi. Cây búa này cái búa đóng, cây này cũng có mọc luôn nữa ha. Cây này đẹp luôn á. Búa đẹp mấy anh ơi. Rồi 56 cái này em bán giá là 160 bao ship luôn. Cái này 160 bao ship luôn ha. 57 cái này 160 luôn. Đây một đầu nhỏ, đầu đóng là một đầu nhổ đinh ha. Búa này kiểu cũng khá là ngộ luôn. Một cái đầu bi. Bi cái này nó làm dấu hay gì á mấy anh ơi. Nó làm chữ nhật á. Nói chung là cái chữ này là chữ tiếng Nhật á mấy anh. Đó. Chứ không phải hàng đâu. Đó. Một cái búa bi bự. Cái này búa đóng hai đầu cũng còn cán luôn, còn đẹp luôn ha. 57 giùm em, 160 bao ship. 58 cái này bán giá 140 nha. Một đầu bi nè. Bi thì thấy cái đầu bi cũng còn đẹp luôn nha. Một cái búa gò có mọc luôn, đầu gò, đầu đóng. Cái này cũng búa gò luôn, một đầu gò, một đầu đóng luôn, một đầu đóng thì còn đẹp, đầu gò thì mẻ đi chút nha. Đó, em để là bụi dơ nữa không. Rồi, 58 bán giá 140 luôn giùm em ha, 140 bao ship. 59. 59 em có 5 cây đục nghe mấy anh. 5 cây đục. Chiều dài của cây đục này khoảng là 2 tấc 8 á. Phải tấc 75 á nghe mấy anh. Nè, 2 tấc 75 nha. Mà 5 cây luôn nha. Nè. 5 cây, có cây này ngộ thôi à. Có cây này ngộ là nó đắp thép gì đó vô á mấy anh ơi. Đắp thép, đắp gì á. Đó, anh thấy không? Cái lỗ này nè. Nó bén lắm chứ nó miếng thép miếng gì á em cũng không gành nữa. Đó. Này cây này thì nó nhỏ. Cây này thì tròn nhọn ha. Cây này dẹp. Cây này tròn. Rồi, 5 cây 59 150 bao ship. 60. Em được cái đồ bấm rim hiệu mát nghe mấy anh, hiệu mát nè. Đó, bấm ghim nha. Cái này thì mình mua ghim U á, mình ở Việt Nam mình có bán, trên Shopee có bán nghe mấy anh ơi. Trên Shopee nó bán cái cây này mấy trăm ngàn á, mắc lắm. Không tin mấy anh search thử đi. Cây này hiệu mát nha. Còn full chức năng luôn. 60, 200 bao ship. 61. 61. Em được một cây đuôi chuột nha. Cây đuôi chuột này là hiệu top nha mấy anh. 21, 17 nè. Đó. Mấy cây đuôi chuột thì còn cứ ngắt luôn mấy anh ơi. Còn cứ ngắt luôn. À, cây này thì cái cây dặn nè, dặn nghiêng quên tiêu rồi ta. Chuyện qua em nói mà em quên rồi. Cái cây này dặn ốc mấy quên rồi. 21 hả? Dặn ốc 21 nha. Đó. Như chữ T vậy đó, nhưng mà cái này lắc léo rồi lắc lại được. Cái này thì số 61 nha, em bán 130 bao ship. 62 cái này là cái cuốc chim ế bữa hôm nay em sale lại 201 luôn nha. Cuốc chim dài hai đầu nè. Bữa hôm cây này thì nó cũng có tiếng Nhật luôn nha mấy anh ơi. Này thì hổm em bán 200 mấy lần, nay em sale là 201 luôn nè. Cho nó đi lẹ luôn đi chứ để chi hoài ha. Búa này cuốc chim ế hổm nè, 201 bao ship. 63 nha. 3 cây xà cầy, một cây 3 tấc, một cây 4 tấc rưỡi, một cây 6 tấc nha mấy anh. Nè, đầu vú đinh đây. Đây. Cây 4 tấc rưỡi nè. Đó. Cây 6 tấc nè. Đó. Rồi. 3 cây như vậy em bán giá là 230 bao ship luôn. 230.000 bao ship. 64.
64 em có cây cần cưa sắt nha mấy anh. Nó có gắn mình, em có gắn cái lưỡi cưa sắt vô đây luôn rồi. Cái cây này em thấy còn khá mới luôn nha. Để em sẽ cho mấy anh một thêm một lưỡi, hai lưỡi nha. Một lưỡi, hai lưỡi gì đó về cho mình sử dụng. Rồi cần cưa 64 bán giá 100.000 bao ship. 65 em bán cái khoan tay này nghe, khoan tay siêu mới mà anh ơi. Nè. Trời đất ơi, nó mới. Cái độ kêu của nó còn áp phê lắm. Đó, trời trời, rất là áp phê luôn. 65 bán 130 bao ship luôn. 66 em có cái đống này là cũng như là cái đống này là nó cũng không phải cù nhưng mà em kia sao em kiếm em lục hoài nó vẫn còn hoài mà anh. Nè, hai sủi. Một cái bài ha. Một cái này là cái gì á? Bài mà nhưng mà nó bắt chỉ. Đang cây nữa. Đang cây nữa ha. Đây một cái bài nhỏ nhỏ. Đây cái này bự hơn. Mà loại vậy không mà không có mỏng. Cái cây này chắc mắc quay rồi sao nó gắn vô vậy luôn ha. Đó. Với một cái này nữa, nhỏ nữa nè. Một cái này mình gắn giấy nhám vô để mình chặt tường đó mấy anh. Nè. Thêm đang cái nữa, cái này chắc cũng gắn giấy nhám luôn ha. Đó, đóng vậy luôn em bán giá 130 bao ship cho lẹ đi ha. 66 130 bao ship. Đâu rồi? Đâu? Cái miếng giá đâu? Rồi 67. 67 ha. 67 cái này em bán giá là 200.000, mấy kéo ton nha mấy anh, 5 cây. Cây này chiều dài 2 tấc 8, 1 tấc 8, 2 tấc 45. Với cái cây này là 2 tấc 3. Cây này là 2 tấc 2 nha. Đó, 67 nha nè. Lưỡi này nó cũng hơi mẻ mẻ chút, như về mấy anh mài là bén dữ lắm nha mấy anh. Cây này là cắt ra nó bị cục cái mỏ chút rồi, nhưng không sao, lưỡi thì còn đẹp, về mình mài chút mà bén sử dụng à. Còn cây này hơi xét vậy nè, nhưng mà xét lại vô với nước mưa á, dễ mà anh bu lia ra là sạch trơn rồi nha. Lưỡi thì còn đẹp nè, mỏ thì nó mẻ xíu thôi, không sao. Cây này cắt thẳng luôn nha. Cây này cũng hơi dính nước mưa thôi, chứ nó còn khít gạch nè. Lưỡi không mẻ luôn, cây này cắt thẳng luôn nha mấy anh. Cây tiếng Nhật luôn. Cây này thì nó cắt dạng mà cắt tôm sống á. Đó, kiểu nó cũng hơi ngộ ngộ ha. Rồi, 5 cây như vậy em bán giá là 200.000, 67 bán giá 200 bao ship. 68 em cũng được 5 cây luôn. Đó, 5 cây như vậy ha. Chiều dài cây này 1 tấc 9, 2 tấc 8, 2 tấc 45, 2 tấc 4. Ây da. Cái này là 1 tấc 6 nha. Tấc 65. Đó, cái cây nhỏ nè, cũng hơi mẻ mẻ xíu. Hơi mẻ mẻ nhưng về mài là được nha mấy anh, không có mẻ sâu nha. Cây này cắt thẳng nè. Cắt thẳng nè, lưỡi thì thấy cũng không có mẻ ha. Đó. Cây này là cắt tôm sống. Nó hơi xét vậy thôi nhưng mà về mấy anh, cái này không phải xét do nước mưa thôi à, chứ không có nổ, không có mục nha mấy anh ơi. Cây này là cắt dạng bo gốc nè. Đó, cái này lưỡi thì cũng không có mẻ luôn, về mấy anh sửa lại chút đỉnh không sao nha. Cái này thì các tôn cũng dạng bo gốc luôn, nhưng mà dạng cũng dạng nhỏ nhỏ thôi. Rồi, số này số 68 giùm em, 200.000 bao ship, 5 cây kéo các tôn nha, không có đâu rẻ bằng đây nữa đâu. 200.000 là bao ship luôn nha mấy anh ơi. Rồi ơi, chiên. 69 em có bịch dít. Hôm nay thì có 2 bịch thôi mấy anh, em không có lựa nhiều. Thiệt luôn á, lựa mấy quỷ này nhức đầu chết luôn rồi, không có lựa nhiều. Lựa 2 bộ là hết đáp luôn rồi. Còn chìa khóa với cái kia thì thôi. Cũng không có lựa nhiều được nữa. Nhức cái đầu lắm. Đây, mấy cây dít căng mũ nè. Ủa, căng mũ có 2 cây vậy? 3 cây. Dít căng mũ nè. À, này có dẹp, có 3 cây có nha. Mà đa số là dẹp. Mà dẹp như tí nó mẻ chút vậy nè, dẹp anh mài là vẫn được nha. Tại vì dẹp nó dễ lắm, còn 3 cây hơi dục. Nè, một cây dít nhỏ ha, 3 cây. Mỗi cái cây này gì mà nhọn đót à. Đó, y chang như mỗi bữa thảy vô luôn. Đây, dít thường, để em lựa dít thường ra nha. Dít thường. Ờ, còn đây cây mũ nữa nè. Cây dẹp mũ dài. Cây này cây ba ke nha, mà nó dạng nó như là nó có đầu bự luôn. Nè, dít thường nè, mà cắn cây nha. Mà đầu nè,
ba cây ba ke, ba cây ấy luôn nha. Đầu thì nói chung cũng còn đẹp. Còn cái này là vít đóng, chà bá bự luôn, đóng xịn nha, chà bá bự luôn mấy anh. Dẹp có nè, ba ke cũng có luôn. Rồi, cái này là tầm mười mấy cây á mấy anh, 14, 15, 15, 16 gì đó, em cũng quên nữa. 69 nha, 170 bao ship. Thì nó tầm mười mấy cây á, chứ không có ít đâu. 70, 70 cái này cũng bịch dít luôn, cũng 170 bao ship luôn nha. Trời trời, đóng luôn. Một cái vít nhỏ nè, thấy không? Nè, còn vít mũ nè, cắn cây nè. Ủa, cắn mũ nè, đó. 4 cây nha, 4 cây với 1 cây bự bự này nữa. Cây vít này dẹp này mẻ chút nè, phải anh thấy không? Giờ mình cắt ngang cho nó bằng luôn là mình sử dụng được. Tại vít dẹp mà dễ lắm. Với ờ, với cái cây này nè, nó cũng hiệu vậy luôn á. Nó nhọn đót à, cây nó về mình lấy dấu dắt được á. Vít thường, vít thường. Này cũng vít thường luôn, này vít thường luôn. Cây này vít thường luôn, nhiêu đây vít thường ha. Có dẹp có, ba ke có. Chưa vệ sinh nha mấy anh, về mấy anh vệ sinh nha. Rồi, còn nhiêu đây vít đóng. Nó đóng xịn có nha. Dẹp có, ba ke có luôn. Rồi, số 70, 170 bao ship luôn. 71 em có bịch chìa khóa. 71 nha, em có bịch chìa khóa nha mấy anh. Có mấy cây à, lửa không nổi luôn á mấy anh, thiệt. Mấy ngày lửa nhức đầu lắm, lửa ít luôn. Cây này nè, em được cây 10, 12 ha, 14, 17 của KTC không nha mấy anh. Mấy cây này KTC không nha. 17, 14, 17 phải không? 19, 21 của KTC luôn. 21, 23 của KTC luôn. Rồi 24, 30 của KTC luôn. Có tổng cộng là 2, 4, 5 chè. 2, 4, 5 chè nha. 5 chè nha em anh. Bán trái 150, số 7, 150 bao ship luôn. 72, 72 là em được cái bộ làm vườn ha. Gồm một cái cây ba ngoe, một cái cây như vậy, một cái sủi, một cái như cái nĩa vậy đó, với hai cái lưỡi liềm nha. Lưỡi liềm này mình mài được nha, như mày dao nó dày lắm, về mình mài được nha mấy anh. Với một cái cưa xiếp, cưa xiếp nè. Lưỡi thì không có mẻ lưỡi nào hết trơn nha mấy anh, xiếp mà nó mình xiếp lại để mình thấy mình cắt cây cũng được đó. Với một cái cuốc, cái cuốc hả, cái cuốc lưỡi bề ngang khoảng tấc nha mấy anh, tấc nè, cũng phải xét xét nè, về bu lia lại không sao. Này nói chung còn sử dụng được nha. Rồi cái bộ này em bán giá là 200 ngàn. Cái này tại vì có cái cuốc quá xịn mấy anh ơi, 72 bán giá 200 bao ship cái đống này nha. Rồi rồi, chiên chiên. 73, 73 em có một đống lưỡi cưa luôn, một đống luôn á. 73 một cây nè đầu tiên ha. Cây này lưỡi này cũng hơi xét thôi, nhưng mà lưỡi ăn nó còn thấy nó còn đẹp lắm. Nó chưa có mẻ nè, cây này không mẻ nè. Cây này cũng không có mẻ lưỡi nào luôn. Cây này lưỡi nhuyễn nhưng cũng không mẻ luôn. Trời ơi, cây này nhuyễn nhừ luôn á. Nó không mẻ luôn. Cây này thì không mẻ luôn mà, không có cái cây nè. Cây này thì nhuyễn nhừ luôn nè, không mẻ luôn nha. Cây này thì nó vậy, nó hình vậy nha. Cây này cũng còn nguyên luôn. Cây này bên đây mẻ mấy găng đây nha, còn bên đây còn nguyên. Được một cây ship nữa nè, ship hai đầu hai bên luôn. À, cây này nó còn nguyên nè, bên đây cũng còn nguyên luôn nha mấy anh. Cây này còn nguyên, cây này còn nguyên, nguyên hiện luôn á. Cây này nguyên hiện luôn, có da băng nữa thấy không. Cây này lưỡi này nó cục quá, nó nhuyễn nhừ luôn á trời. Đây còn cây này mẻ hai găng nha. Cây này á, cây này bị cục cục đây một găng nè, còn dưới đây cục mấy găng nữa. Nói chung còn sử dụng được, mười mấy hai chục lưỡi, mười mấy lưỡi hay gì á, nhiều lắm, một đống luôn đó. Nãy giờ em thấy ra mấy anh đếm đi, thấy nhiều lưỡi quá trời luôn nè. Rồi 73 giùm em, 180 bao ship. 180 ngàn bao ship luôn nha. Ừ, 7 này là 7 như nhiều anh rồi. 74 nha, 74 này lưỡi cắt cây. 74 lưỡi cắt cây nghe mấy anh ơi, lưỡi này còn sử dụng được nha.
lưỡi này còn sử dụng được hết trơn luôn á, tại vì lưỡi nó không có bị mẻ. Cái này cốt là nó khoảng cốt này nó gần 13 á. Ủa này mười mấy, 12 rưỡi hả? 13 này 13 mấy anh ơi nè. Thì này sâu xuống được, sâu đại vô luôn nè. 13 12 mấy, 12 mấy không được, được 13 mấy anh ơi. Còn ngang vậy nó có, nó là 1.4 nha. Lưỡi hè này thì nó không có me cho nên là mình còn sử dụng được. Một lưỡi, lưỡi này là 1.75. Cốt của nó là 1.2. Ủa 20 nha, cốt của nó 20. Rồi đang lưỡi này có me nhưng mà me nó mẻ hình như có con găng à, mẻ con găng này nghe mấy anh. Mẻ con găng một à, hai găng, mẻ hai găng. Cốt này nhiêu đây? Cốt này 20 luôn nha. Lưỡi này 1.63. Lưỡi này không có me. Cốt nó 20 luôn. Tấc rưỡi. Rồi với cái lưỡi chà bá luôn. Lưỡi này 3.1 nha. 3.10 mấy á. Cốt thì nó chắc cũng 20. Ừ, cốt này bự ạ. Cốt này gần tới 25 rồi, 24 mấy, gần 25 mấy anh. Đó, 24 ha. Đó, bao nhiêu lưỡi đó nha. Em bán giá là 200 ngàn, bao ship nha. 1, 2, 3, 4, 5 lưỡi. 74, 200 bao ship. Anh em ra giùm em. 75. 75, hai cái lưỡi này em bán về cho mấy anh làm dao nha. Lưỡi này là lưỡi cắt bê tông. Nhưng mà lưỡi nó là lục hết rồi. Nó hết, hết nói chung cắt hết, cắt bê tông được rồi đó. Này em bán về cho mấy anh có thể là làm dao thôi chị, tại vì cái lưỡi này khá là dày, nó dày dữ thần lắm. Lưỡi này dày dữ thần lắm á. Lưỡi này bị ngang là 2.9 nè. Cái này cũng 2.9 luôn, hai cái này bằng nhau nha. Lưỡi này bán về cho mấy anh làm dao thôi, hai lưỡi. Em bán giá 130 bao ship luôn nha. Lưỡi này về làm dao bá cháy luôn á. Tại vì nó rất là dày. 130 bao ship luôn. Có 130 ngàn, 10 ngàn à, về mình à, có thể là mình làm cái biết bao nhiêu cái dao luôn á. Dao nhỏ nhỏ thôi làm nhóc luôn. Rồi tới cái cục bùi nhùi, cái cục bùi nhùi khủng bố luôn. Bề nghe em đo vậy là được 2 tấc nè, còn cao lên là nó tới 1.1 tấc là dữ thần không. Đây trời trời, nó còn nguyên luôn, chưa xài mấy anh ơi, chưa xài nha. Để lo lỗ cốt này nó nhiêu, lỗ này nó nhiêu, về cái này chế hay đâu chứ làm sao mà có cái bự dữ vậy. Gần 45 luôn, 44 luôn nè, 44 luôn nha, gần 45 luôn, 44 lắm anh. Cái cục này thì 76. 76 bán giá 130 ngàn, 130 ngàn cục bùi nhùi này nha. Rồi chuyện tiếp anh, chuyện mấy cái thùng á. Cái nội này chưa ghi giá, anh ghi giá đi. Rồi tiếp theo tới cái cục này là 76 nha. Ủa 77 nghe anh lo lộn nữa. 77 cái cục này là cái cây mà cắt sắt mà cùi xong á, mà cắt ti gan á nha, cắt cái dạng sắt mà sắt gan á, cắt cùi xong này kia rồi đó, chiều dài hết luôn đó là 7.35 nha. Hiệu là hiệu Super nghe mấy anh, còn thấy còn khá là mới. Lưỡi thì nói chung còn nguyên không có mẻ nha. Lưỡi thì nói chung là không có mẻ nha. Cái nữa là sập xuống đó đẩy lên cho nó. Đó. Đi chang cây hổm mới bán. Đi chang như cây hổm em bán thôi à, không sao, không ấy hết. Khỏi cắt nghe mấy anh. Khỏi cắt thì mất thời gian quá à, tại vì nó cũng bén. Nó còn nguyên à, thấy này còn mới hơn hổm nữa. Rồi, cây này số 77 nghe bán giá 400 luôn. Hiệu Super nè, NK3W gì đó. Chung là cái này còn mới. 77 giùm em 400 bao ship. Rồi, em được cái con đội nè, đội thủy lực. Ủa? Đội gì? Đội xây á. Đội gì? Đội gì mà em cũng không biết nữa, đội gì mà nó được 2 tầng như vậy nè. Đội này em kêu đội gì trời? Tự nhiên cứ quên này. Thì cái con đội này là 2 tấn nha anh rồi. Ủa hết hả? Con này 2 tấn nha anh. Hiệu là KSK nha. Nó lên được khúc rồi mà còn mình còn dặn lên được khúc nữa, dặn ra được luôn.
Đâu để lên là cao, cao vậy là được 2 tấc 6 nè, 65 nè. Còn cao hết luôn là nó được 3 tấc 3, khoảng 3 tấc 2, 3 tấc 25 á mình ơi. Đó, thì ngoại hình nói chung là còn vậy đó, nó còn lên xuống bình thường. Này chị mình chỉ bằng tay thôi chứ mình không có thả nó xuống như cái thị lực. Ủa, cái thị lực kia mình đè. Đè xuống á. Con này mình dặn không sao. 2 tấn. Con này 2 tấn nha em anh. Còn ngon lành chưa có bị xì nhớt đâu. Rồi 78 bán giá 380.000 bao ship luôn nha. Rồi chuyền thùng đồ nghề đi. Chuyền thùng đồ nghề. Được đấy. Em còn trên dưới khoảng 50 cây. 79. 79 là em được cái thùng Hitachi nha mấy anh, thùng đồ nghề. Thùng này thì mấy anh có thể là về mình nó thì nó cái nút mà mình gài lại á còn nguyên luôn nha. Cái này về mình có thể là mình anh dặn ra đi. Nè bên trong cái thùng nè ngoài còn rất là mới luôn. Bên trong vậy như vậy nè ha. Cái về mấy anh á để về như chỗ này thôi là để mình để ống chích này kia rồi ha. Còn mấy chỗ này là anh mấy anh lấy máy mà anh cắt đi. Cắt rồi mình đựng đồ nghề. Đựng ốc vít này kia kiểu đựng bị đổ ra ha này kia nè tùm lum á. Đó, sử dụng. Rồi cái thùng nói chung mình còn mới lắm, thấy cũng còn mới ha. Chưa hư đâu mà nó thùng cũ nha. Cái thùng này thì bề ngang này nó 3 tấc rưỡi. Còn như vậy thì nó được 3 tấc 1. Còn cái độ dày của cái thùng á là nó khoảng 1 tấc nha mấy anh. 1 tấc nha. Rồi 79 giùm em 130 bao ship luôn. 80. Này bán nhiều dữ trời. 80 là cái thùng này cũng Hitachi luôn nha. Mà cái thùng này hơi to nha mấy anh nên là giá là 180.000, cái thùng này hơi to luôn á. Ở cái thùng này nó cao ghê luôn. Này em đo được 3 tấc 7 nè. Còn cao. Cao lên là em đo được tới là 1 tấc 8 lận mấy anh ơi. Ủa. Phải không? Em đo vậy đi mới chắc ăn. 1 tấc 6 à, 1 tấc 6 thôi nha. Ở dưới đít nè, ở dưới đít nè, ha, thấy không? Còn mới lắm. Thùng này thôi dục trâu luôn á. Nó đồ gài nè, nó rồi mình dỡ lên. Nó ở trong rất là bự luôn. Chà bá luôn á. Trong cái thùng này không biết thùng gì mà bự quá. Máy gì Hitachi á mà bự lắm. Nè về mình cắt rồi mình để ốc vít trong đây. Thùng chà bá luôn. Còn đồ gà này kia là ngon lạnh luôn, còn mới luôn á. Số 80 giùm em ha. 180 bao ship, cái thùng cao lắm. Rồi tới cái thùng này. Cái thùng đồ nghề, ôi thùng này thùng sắt nha mấy anh. Thùng sắt nha. Bề dài là được 4 tấc rưỡi. Bự ngang là nó 3 tấc 2. Còn độ dày của nó là nó tới 1 tấc 2 lận. Dày 1 tấc 2 nha. Thùng ở ngoài thì nói chung là còn siêu mới đây. Đây. Thùng này nói chung còn siêu mới nha. Móc thì cũng còn móc luôn. Ở bên trong nè. Bên trong cho mấy anh coi nè. Cái này là dính dính nước mưa thôi. Cho nên hơi xét xét vậy thôi. Nhưng mà không có bị mục nha. Bảo đảm mà là không có mục luôn. Đó. Mình thùng đây. Đây. Còn cho nó nắp không. Còn rất là mới luôn. Đít đây. Làm cho coi đít. Đít thùng này nó siêu dày luôn á. Thùng này siêu dày luôn nha, không có mốt nó nổi đâu. Dày dữ thần lắm, không có thụng luôn không. Rồi, dở nắp, dở lên. Cái viết của em đâu rồi? Tám mươi mốt em bán giá là 330.000 bao ship. 330.000 bao ship nha mấy anh ơi. Cái thùng này nó siêu bự với nó siêu dày luôn. Cái này cái hùng này là xài là ngon luôn. 82 tới xà bần. Em có được 3 gỗ thôi. Xà bần hôm nay đây. Cũng có nhiều đó mấy anh ơi. Đây vít nè. Ủa bảy cái điếu rồi giờ mở xe. Vít. Nè đồ dặn ốc. Vít nha mấy anh. Một cái chùi sắt. Rồi. Một cái chi kìm. Kìm này không biết kìm gì nữa. Chìa khóa nè. Một cây kìm cắt nè. Kìm găng. Một nắm chìa khóa luôn thấy không. Kìm. Đây còn cái nữa. Một cây kìm cắt luôn nè. Phá quá nhiều. Một cây kéo luôn nha mấy anh. Kéo giải mini. Vít. Dao gọt giấy.
mẫu ghi dít ha, điêu ha, nói chung cũng có nhiêu đó lắm anh ơi, nhiêu đó làm tới nhưng mà ít, giờ em gần hết rồi. Rồi 82 giùm em ha, 250 bao ship giùm em nguyên một đống một gỗ luôn nha. Đó. 83 này cũng gỗ luôn, cũng một cây bùi nhùi, một cây kéo ok vết sủi kéo kéo kèm. Rồi kèm cộng lực luôn, kèm cộng lực thì nó cũng có lỗi từ lượt vô nghe anh ơi. Vết nè, mở ghi kèm chìa khóa đó một đống, kèm kim cắt nó cũng có mẻ nha. Rồi kéo bắt giải, rồi một cái kìm găng nữa nha. Đó. Này thì dít dít. Rồi 83 250 bao ship. 84 84 nè, một cái kìm cộng lực luôn, hiệu MCC luôn nha. Lưỡi thì nói chung cũng hơi hở hở xíu. Sủi, một cái cây bùi nhùi. Một đống. Rồi kìm. Kìm này nè, găng thấy cũng còn đẹp nè. Đó. Cái này là gọc giấy, kéo. Kéo giải nữa nè mấy anh, mà bị cục mỏ tiêu rồi. Dít nè, mỏ ghi, dít với kìm. Kìm nữa, kìm cắt nữa nè. Ê, kìm cắt nó mẻ thật luôn, vừa nghe mấy anh rồi. Nó về vũa là chắc xài được á. Kéo, lục giác, điếu mở bánh xe. Ê, cái này được hai đầu luôn mới ghê chứ. Rồi hết rồi mấy anh ơi. Cái này là khá là mệt luôn, quá là nhiều luôn. 84 món nghe mấy anh ơi, thích món nào thì cứ gọi điện chốt món đó nghe mấy anh ơi. Thì gọi điện em mới chốt nha. Chốt qua tin nhắn em không chốt nghe mấy anh, mấy anh lưu ý giùm em nha. Anh nào thích món nào thì chốt món đó. Cho em xin, anh nào thích cho em xin một like. Rồi một cái đăng ký luôn nghe mấy anh ơi. Thì tới đây thì cũng kết thúc clip video mấy anh ơi, quá dài rồi. Xin chào tạm biệt tất cả mấy anh mấy chú nha.